Chào các bạn, ngày hôm qua cựu tổng thống Donald Trump đã thoát chết qua vụ ám sát bất thành. Thì ngày hôm nay tại phố Huntington Beach, dân chúng ủng ủng xuống đường để ủng tiếp tục ủng hộ ông ta. Và đây là quang cảnh ở cầu Huntington Beach, góc đường Pacific Coast Highway và đường Main. Đây là quang cảnh cây cầu Huntington Beach đưa ra biển, nơi mà rất nhiều người Việt chúng ta hay đến đây để câu cá trong mùa hè. Ngày hôm nay rất là nhộn nhịp. Vừa đi ngắm cảnh và vừa đi ủng hộ tổng thống, cựu tổng thống Donald Trump.
Thank you.
RPG ra. Yeah. Probably won't. Tell me why I thought.